Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một giải pháp mạng riêng ảo SD-WAN cực kỳ thú vị mang tên Zero Tier. Giải pháp mạng ảo giúp các thiết bị của chúng ta có thể kết nối với nhau như trong một mạng LAN nội bộ dù ở bất cứ đâu. Không cần NAT, không cần mở port, cũng chẳng cần mỏi tay gõ lệnh cấu hình VPN truyền thống rồi phải loay hoay debug nếu như VPN kết nối không thành công. Zero Tier sẽ giúp anh em kết nối mọi thứ từ xa một cách bảo mật, nhanh gọn và gần như là ma thuật. Vậy Zero Tier là gì? Cách hoạt động? Thiết bị nào hỗ trợ Zero Tier? Tất cả sẽ có trong video này. Bắt đầu thôi! Trong thời đại làm việc từ xa ngày càng trở thành xu hướng thì các giải pháp mạng VPN truyền thống dần không đáp ứng được yêu cầu do tính phức tạp và thường xảy ra nhiều lỗi trong quá trình hoạt động. Do vậy, các doanh nghiệp thường có xu hướng sử dụng các giải pháp VPN của các bên thứ ba phát triển để đơn giản hóa việc vận hành và quản trị, và Zero Tier là một trong số các giải pháp đó. Zero Tier là tên một công ty phần mềm hoạt động dựa trên mô hình kinh doanh freemium, nghĩa là cung cấp phần mềm miễn phí, nhưng sẽ phải trả phí cho các tính năng cao cấp hoặc bổ sung. Zero Tier được thành lập vào năm 2011 bởi Adam Eremenko, có trụ sở tại Irvine, California, Hoa Kỳ. Zero Tier cung cấp các phần mềm giải pháp về SD-WAN, trong đó thì Zero Tier One là một giải pháp hàng đầu của công ty, được giới thiệu lần đầu vào năm 2014, kết hợp những ưu điểm của VPN, SD-WAN và mạng peer-to-peer thành một giải pháp mạng riêng ảo hoàn chỉnh. Các bạn có thể hiểu đơn giản, Zero Tier giúp bạn tạo một mạng LAN qua Internet. Các thiết bị dù ở cách xa nhau hàng nghìn km vẫn có thể trao đổi dữ liệu như đang chung một mạng cục bộ giống như VPN. Zero Tier sử dụng kiến trúc peer-to-peer kết hợp với các kỹ thuật NAT traversal để đảm bảo kết nối giữa các thiết bị được thiết lập nhanh chóng và ổn định. Trong mô hình của Zero Tier, chúng ta sẽ có Zero Tier Cloud. Các bạn đơn giản chỉ cần đăng ký một tài khoản trên website của Zero Tier và tạo một network trên cloud này. Trên các thiết bị client như Windows, macOS, Linux, Android, router, v.v., các bạn chỉ cần cài đặt phần mềm và sau đó nhập network ID trên tài khoản của các bạn là các thiết bị có thể tham gia được vào mạng ảo này. Tất cả các thiết bị đã tham gia được vào network sẽ tự động tạo các tunnel kết nối trực tiếp peer-to-peer với nhau, cho phép các thiết bị máy tính hay điện thoại truy cập trực tiếp vào dịch vụ của chúng ta mà không cần phải có các thiết bị hỗ trợ VPN chuyên dụng. Nó có thể hoạt động như VPN client to side và side to side, nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để kết nối người dùng từ xa vào các thiết bị nội bộ trong mạng. Trong trường hợp này thì chỉ cần router của chúng ta tham gia vào Zero Tier Network là được, sau đó chúng ta sẽ định tuyến để các thiết bị có thể truy cập được vào bên trong LAN. Còn các thiết bị khác, ví dụ như hai máy tính Windows sẽ tự động tạo tunnel kết nối trực tiếp với nhau như các thiết bị trong cùng mạng LAN. Zero Tier sẽ cấp cho mỗi thiết bị trong cùng network một IP cùng giải. Do vậy, ở góc nhìn overlay, các bạn cũng có thể hiểu tất cả các thiết bị thuộc cùng một network trên cloud sẽ chung một mạng LAN nội bộ. Lúc này thì các bạn có thể chia sẻ, truy cập vào các thiết bị này giống như chúng ta đang thao tác trong mạng LAN nội bộ, bất kể ở vị trí hay quốc gia nào. Việc cài đặt và cấu hình thì rất dễ và nhanh. Các bạn chỉ cần vài phút để thiết lập và quan trọng nhất là hiếm khi xảy ra lỗi. Zero Tier cũng sử dụng các cơ chế mã hóa cao như AES 256, do vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề bảo mật. Zero Tier hỗ trợ đa nền tảng từ Windows, điện thoại Android và iOS, Docker đến các thiết bị IoT, Linux, QNAP, Synology, router, v.v. Nên các bạn có thể kết nối hầu hết các thiết bị và các hệ điều hành với nhau, từ file server cho đến router một cách dễ dàng. Các nền tảng này vẫn đang được hãng phát triển nên trong tương lai thì Zero Tier sẽ hỗ trợ đa dạng hơn. Toàn bộ việc quản lý mạng VPN sẽ được thực hiện trên cloud, do vậy các bạn có thể quản lý kết nối ở bất cứ đâu. Người dùng đơn giản chỉ cần cài một gói cài đặt vài mê với khoảng 2-3 click, sau đó nhập ID network của các bạn là có thể tham gia vào mạng VPN của mình, rất đơn giản và nhanh chóng. Tất nhiên là các bạn có thể cài đặt để người dùng tự động tham gia nếu như có network ID hoặc cần phải được admin accept để tăng tính bảo mật, tránh người dùng không mong muốn tham gia vào. Do được xây dựng theo mô hình kinh doanh freemium nên việc tạo tài khoản là miễn phí và các bạn cũng được miễn phí 10 thiết bị. Các tính năng khác hoặc thêm số lượng thiết bị thì chúng ta sẽ phải mua thêm các gói tương ứng.
Ứng dụng thường gặp nhất là cho nhu cầu làm việc từ xa. Chúng ta sẽ thay thế Zero Tier cho các giải pháp VPN truyền thống để kết nối máy tính ở nhà với mạng nội bộ của công ty. Chúng ta cũng có thể tận dụng để quản lý các thiết bị trong mạng công ty từ xa mà không cần mở cổng qua Internet. Nếu các bạn có các game offline hỗ trợ chơi qua mạng LAN như là Hackline hay là Đế chế chẳng hạn, các bạn có thể sử dụng Zero Tier để tạo một mạng LAN ảo để chơi cùng bạn bè. Ngoài ra thì còn nhiều ứng dụng khác các bạn có thể linh hoạt sử dụng tùy vào mục đích của chúng ta, giống như việc sử dụng VPN Side to Side hay là Client to Side. Đặc điểm chính của Zero Tier là đơn giản, cài đặt nhanh, tốc độ truy cập dịch vụ cũng nhanh, quản lý đơn giản qua cloud, nên Zero Tier hoàn toàn có thể thay thế hoặc sử dụng song song với các giải pháp VPN khác. Mình có làm một bảng so sánh một số key chính, các bạn có thể tham khảo để có sự lựa chọn phù hợp nhé. Về chi phí thì các bạn có thể tham khảo trên website của hãng. Các bạn vào website zerotier.com. Vào phần pricing. Chúng ta sẽ có 4 gói subscription, trong đó gói basic là miễn phí. Chúng ta sẽ có một tài khoản admin, 10 thiết bị và 3 network. Do Zero Tier hỗ trợ cả dạng VPN Side to Side hoặc Client to Side, do vậy nếu các bạn có dưới 10 chi nhánh thì hoàn toàn có thể sử dụng gói basic này để kết nối 10 chi nhánh này. Với Remote Access thì chúng ta có thể sử dụng được cho mô hình có dưới 9 thiết bị client làm việc từ xa. Lúc đó chúng ta sẽ add một router tại công ty và 9 thiết bị laptop vào để các laptop có thể truy cập vào tài nguyên nội bộ. Tuy nhiên thì hiện nay mới chỉ có một số ít router hỗ trợ Zero Tier, phổ biến nhất thì chỉ có Mikrotik. Nếu các bạn đã có router Mikrotik rồi thì có thể sử dụng được. Dòng router này giá khá tốt và hỗ trợ nhiều người dùng, nên nếu các bạn chưa có router mà có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ với Zentity Shop nhé. Bên mình hiện đang là nhà phân phối Mikrotik tại Việt Nam và bên mình cũng hỗ trợ các bạn cấu hình miễn phí, nên là các bạn có thể yên tâm về việc sử dụng. Với số lượng thiết bị lớn hơn thì chúng ta sẽ phải mua các gói tương ứng. Các gói này ngoài việc cung cấp số lượng thiết bị thì cũng có thêm nhiều tính năng nâng cao để giúp chúng ta tùy biến hoặc thiết lập policy cho vấn đề bảo mật. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về giải pháp Zero Tier. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Zero Tier, add các thiết bị vào và cấu hình Zero Tier trên router Mikrotik. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của Zentity Shop nhé. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.